Topic jobs. 1. What does he do? He is a dentist. Chủ điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ điểm đó là nghề nghiệp. Số 1. What does he do? Chúng ta có câu hỏi về nghề nghiệp đó là What does he do? Anh ấy làm gì? Và chúng ta có thể thay thế chủ ngữ he bằng she. What does she do? Tức là cô ấy làm nghề gì? Ok, chúng ta trả lời He is a dentist. Anh ấy là nha sĩ. Hoặc là she is a dentist. Cô ấy là nha sĩ. What does he do? He is a dentist. He is a dentist. What does he do? He is a cook. He is a cook. What does she do? What does she do? She is a singer. She is a singer. What does she do? What does she do? She is a teacher. She is a teacher. What does he do? What does he do? He is a police officer. He is a police officer. What does he do? What does he do? He is a firefighter. He is a firefighter. What does she do? What does she do? She is a doctor. She is a doctor. What does she do? What does she do? She is a nurse. She is a nurse. Cái bài này chúng ta sẽ nói về chủ điểm đó là các nghề nghiệp. Câu hỏi đó là What does he or she do? Cô ấy hoặc là anh ấy làm nghề gì? Và trả lời he hoặc là she is cộng với một cái danh từ chỉ nghề nghiệp đằng sau. Ở đây là tất cả các danh từ chỉ nghề nghiệp, cho nên nếu mà là danh từ chỉ nghề, nếu mà là danh từ chỉ nghề nghiệp và có hai âm tiết thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm tiết thứ nhất, ví dụ như là dentist, singer, teacher, hoặc police officer, firefighter, doctor. Ok, một số điểm cần lưu ý về mặt phát âm. Chúng ta lưu ý cái từ cook ở đây nó vừa là danh từ vừa là động từ. Trong trường hợp này cook ở đây là đầu bếp chứ không phải là động từ nấu. Cook. Ngoài ra, ví dụ ở đây mình không đọc là singer mà mình sẽ đọc là singer, singer. Next one, teacher. Ea là dấu hiệu của âm y dài. Mọi người nhấn y dài nhá. Teacher, teacher. Yes. Ok, nếu mà nào mà nhìn các cái từ vựng này, nhìn cái phần phiên âm mà chúng ta không tự tin đọc được chính xác cái phần phiên âm đó, hay là chúng ta chưa thể tự tin giao tiếp với con bởi vì sợ mình phát âm sai, thì mọi người có thể tham khảo khóa chuẩn hóa phát âm online giúp bạn đọc chính xác một từ tiếng Anh bất kỳ. Trong khóa học này thì Thanh dạy rất kỹ về 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA, giúp mọi người có thể đọc chính xác được cái phần phiên âm của các cái từ vựng mà các bạn chưa biết. Và thứ hai là có các cái dấu hiệu nhận biết để chúng ta có thể nhìn từ đọc ghi được phiên âm của những cái từ cơ bản mà không phải tra từ điển. Ví dụ như là teacher, đây là y dài chẳng hạn. Teacher chứ không phải teacher, ok? Hay là singer chứ không phải single, ok? Thì các cái từ vựng đó như vậy. Nếu mà ai quan tâm đến khoa học này, các bạn có thể inbox về số Zalo 0963542204 để được hỗ trợ và tư vấn ha.